bên trong các gian hàng ở bên trong và ghi hình chia sẻ cho mọi người một chút ở khu vực bên trong các gian hàng đang bán hàng chỗ này mọi người nhé. Và ngoài kia là âm thanh đang rất là lớn. Mình hy vọng rằng những âm thanh nó không làm ảnh hưởng gì đến cái video của mình đây này. Và đi ghi hình gặp những âm thanh lớn thì rất là trở ngại lớn đối với anh em làm vlog như mình. Và ở khu vực này người ta bán quần áo, toàn bán quần áo đó mọi người. Cái quần áo thì người ta ghi ở đây là 130.000 một chiếc thôi đúng không? Mình sẽ đi ra một vòng quanh ở cái này, cái khu vực bán hàng của mọi người trong này để xem thế nào. Và ở đây âm thanh ồn quá mọi người ạ. Và đồ điện này không biết là có gì hay không ta. Này có gì hay không? Này toàn đồ để điện thoại live stream nữa. Giá đỡ điện thoại. Vâng, đây là những đồ này, đồ của dành cho mọi người live stream. Quần áo có loại rẻ, loại đắt mọi người ạ. Có loại thì mấy trăm nghìn, hơn trăm nghìn một cái. Có cái thì lại 100.000 được mấy cái luôn đấy. Đâu, sao nào mình sẽ đi ra một vòng qua đây, khu này toàn bán quần áo. Ở đằng kia thì có bán rất là nhiều những các đồ như đồ ăn. Ở đây rất là nhiều quần áo luôn, toàn quần áo, không biết là có xịn sò không, không biết nữa. Và khu vực này thì toàn dao kéo, đây đúng đồ này là dành cho mình là hợp lý này. Mình hợp với những cái đồ này các bạn ạ. Ui giời ơi, toàn đồ cũ thôi, không biết là sử dụng thế nào thì cũng chơi biết đó. Hôm nào mình rảnh mình có thử qua đây mình lựa chọn một số đồ về mình dùng. Cái này nó bơm nhớt à? Mỡ à? Tí mình sẽ qua đây mình lựa một chút đồ nó để phục vụ cho công việc của mình. Mình sẽ quay lại đây. Hello, hello. Hạt rẻ cao bằng. Cái này bao tiền một cân anh? 60.000 cân đại ca. 60 á? Để rồi tí mình là đấy là mình đi ghi hình một vòng đấy đó. Ăn xẻ bác ơi. Ăn thử cái nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Bên đây đồ toàn là đồ sắt thôi. Úi dồi, đây toàn thuốc. Và thuốc nam gia truyền. Hải Dương. Và đây mọi người nhé, mình sẽ đi dạo một vòng qua đây để xem đâu. Và ở khu vực này người ta bán rất nhiều các sản phẩm về thuốc, xoa bóp các kiểu đây. Thảo dược. Này,
chỗ này đi ra ngoài cổng rồi. Còn thanh trắc quy nó hơi ồn một chút mọi người ạ. Và thường thường đi cái hình ở những làm vlog ở những cái nơi như thế này thì không thể tránh được những cái âm thanh này, thì rất là nhiều những các đồ gốm này. Đồ gốm trông rất là đẹp, trông là mắt đấy. Đồ gốm rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Nhưng cái bát nó làm đẹp nhỉ? Không biết có đắt không? Em không biết, em đang xem giá đây. Nhìn đẹp đấy nhưng mà không biết có đắt không? Đây là đồng giá 15k nhưng mà cái này chắc không phải đâu. Ờ. Bao nhiêu tiền? Và mình sẽ đi dạo qua đây xem nào. Úi giời, đây thì toàn có đồ gốm. Chắc là ra đằng này này. Ôi, trong này thì... Còn đây lại chỗ quần áo ấy. Và mình lại ra khu vực này xem nào. Ui, đây thì không biết loại gì nữa, 100.000 bốn chiếc.
100.000 4 chiếc. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm cũng như những chào tay rất là chân thành từ phía tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và đừng quên đến với chương trình ca nhạc của chúng tôi trong đêm ngày mai, một vũ trường ngoài trời. Chắc chương trình ca nhạc hết bàn tay phù thủy của DJ quốc tế Marina cùng với những vũ đoàn vô cùng sôi động, sexy và nóng bỏng trên sân khấu này, gặp gỡ với Hot Boy Khả Quân, chủ nhân của Đủ Duyên Hoa Nở Hết Duyên Hoa Tạ. Đó là chuyện của chương trình ngày mai. Còn bây giờ thì chúng ta xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng gặp gỡ với món quà đặc biệt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với quán quân của chương trình ca sĩ thần tượng mùa 2. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho ngôi sao ca nhạc Phùng Tuấn Phong. Phùng Tuấn Phong. 130.